Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga sáng hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là thông tin về giá CPI/LPG tháng 6 năm 2024 và dự báo về giá ga trong nước mới nhất. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 13 tháng 5, thị trường thế giới và giá CPI tiếp đà giảm mạnh trên thị trường. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, ngày 13 tháng 5, giá ga trên thị trường thế giới đã giảm thêm 0,89% xuống mức 2,23 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 6 năm 2024. Tại châu Âu, giá khí đốt giữ ổn định trong bối cảnh nhiệt độ ấm hơn và kỳ vọng sản lượng điện tái tạo mạnh hơn vào tuần này. Tờ Caspian News đưa tin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố mở rộng đáng kể xuất khẩu khí đốt của Azerbaijan sang châu Âu. Nguồn cung khí đốt của chúng tôi sang châu Âu sẽ tăng từ 8 tỷ mét khối vào năm 2021 lên 12 tỷ mét khối trong năm nay. Con số này chiếm 50% tổng lượng xuất khẩu khí đốt của Azerbaijan, Tổng thống Ilham Aliyev cho biết. Ông Ilham Aliyev chia sẻ thêm, kế hoạch của chúng tôi là cung cấp 20 tỷ mét khối khí đốt chỉ riêng cho EU vào cuối năm 2027 và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này. Azerbaijan cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống dẫn khí xuyên Adriatic kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. TAP là đoạn cuối cùng của hành lang khí đốt phía Nam, trải dài hơn 773 km trên bờ và 105 km ngoài khơi, bắt đầu từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, đi qua Hy Lạp, Albania và kết thúc ở Italy. Ở một diễn biến khác, các công ty Trung Quốc vừa thắng thầu để được quyền thăm dò và khai thác 5 mỏ dầu và khí đốt của Iraq, chủ yếu nhằm tăng cường sản xuất khí đốt để sử dụng trong nước. Iraq muốn thu hút hàng tỷ USD đầu tư để phát triển lĩnh vực dầu khí nhằm phát triển ngành hóa dầu trong nước, chấm dứt việc phải nhập khẩu khí đốt từ nước láng giềng Iran cho sản xuất điện. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPI/LPG tháng 6 năm 2024, ghi nhận trên thị trường, tính tới ngày 13 tháng 5 năm 2024, giá CPI/LPG tháng 6 năm 2024 hiện đang có mức giá là 537 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 5 là 45,5 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas trong nước tháng 6 năm 2024 có thể điều chỉnh giảm mạnh, bình 12 kg giảm 13.775 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 51.658 đồng trên bình. Còn về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ghi nhận sáng nay với giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế VAT tháng 5 năm 2024, tại thị trường Hà Nội là 448.800 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.795.200 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 7.300 đồng trên bình 12 kg và 29.100 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế VAT. Nguyên nhân giảm giá lần này do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 5 ở mức 582,5 USD trên tấn, giảm 35 USD trên tấn so với tháng 4 và cũng như biến động tỷ giá USD nên ở trong nước thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước đã có 3 lần tăng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 và 2 lần giảm tháng 4, tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.